có mặt tại khoa ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai trong sáng nay để ghi nhận tình trạng sức khỏe của nam sinh viên Hoàng Viên. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, có thể nói chuyện với mọi người. Tuy nhiên, do có quá nhiều vết thương trên người, nên nam sinh này gần như nằm im, bất động. Quá chạy nhưng mà chạy không thể hay mắc vào đấy, cắm vào chân tay em là vật ngã em. Nhưng mà em kêu cứu nhưng mà vào đấy là không có ai hết, xong rồi em bị hai con chó đấy cắn. Lúc đấy là em hết sức kiệt rồi, em không phản kháng được, hai rồi con chó đấy vật trên ngã xong mà cắn cổ em và tay em. Lúc đấy là em ngã vào đấy, em không nói gì được hết. Tại số nhà 179 đường Kim Sơn, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, nơi hiện đang nuôi nhốt hai con chó gây ra sự việc. Được biết, chủ nuôi là bà Bùi Thị Thảo, hai con chó thuộc giống Doberman, mỗi con nặng khoảng 30 kg và rất hung dữ. Chủ yếu là ở tay này, ở chân này, và có theo hồ sơ bệnh án mô tả thì có một cái vết thương ở sau gáy, một vết thương răng chó. Hiện tại thì bệnh nhân thì qua cái cơn nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của người, nhưng mà để phục hồi nó thì chắc phải mất vài ngày nữa, thì khi cái vết thương sạch thì chúng tôi mới xử lý được cái tổn thương đấy. Bây giờ cái toàn bộ cái tổn thương phải để hở hết. Ông Đặng Công Hoan, Phó Chủ tịch phường cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân phường đã phối hợp cùng Công an phường Bắc Cường, trường cao đẳng nghề Lào Cai và chủ nuôi hai con chó Doberman tiến hành lập biên bản sự việc. Sau đó, Ủy ban Nhân dân phường Bắc Cường đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Bùi Thị Thảo là chủ của hai con chó thả rông.